NMX được thiết kế tuân theo mô típ boomerang, đuôi xe được nối với thân trước tạo nên một tổng thể liền mạch. Phần để chân của NMX được đánh giá khá cao, kiểu thiết kế vắt chéo, vừa tầm cho người lái có thể đặt cả bàn chân lên. Phần đầu xe của Yamaha NMX thể hiện chất thể thao và hiện đại bằng cụm đèn pha LED với 3 bóng xếp hàng ngang. Cụm đèn LED này được bố trí với 2 bóng chiếu gần nằm hai bên và bóng chiếu xa nằm chính giữa. Trong khi đó, đèn xi nhan của NMX được đặt ở hai bên, nằm trong mảng hình khối vắt chéo, khí động hỏng và có kích thước khá lớn. Mặt nạ trước sử dụng đèn đôi, biểu tượng của dòng Yamaha Max cho đèn cốt và một đèn pha ở chính giữa để tạo nên hệ thống đèn pha tam diện. Thưa quý vị và các bạn, Quang Đạo vừa được trải nghiệm trên chiếc xe NMX mà anh Hoàng mang đến chương trình ngày hôm nay. Có thể là nói đây là một chiếc xe tay ga điều khiển một cách nhẹ nhàng, dễ dàng và phù hợp với nam giới. Bây giờ sẽ đi thêm cụ thể hơn về từng chi tiết. Trước hết thì cái ấn tượng của Quang Đạo đó chính là về tay lái của xe, với chiều cao tương đối là phù hợp với vóc dáng của người Việt Nam. Thêm nữa là kết hợp với tỷ lệ ghế ngồi và độ trượt của ghế hoàn toàn phù hợp khi mà bạn điều khiển trong cái đoạn đường đô thị. Dáng ngồi rất là thoải mái, dễ dàng. Nếu như mà nhiều người thấy rằng ngoại hình chiếc xe này dài, to và đồ sộ, cảm thấy nặng nề và khó khăn, thì ngược lại khi mà ngồi trên chiếc xe này điều khiển trong những cái đoạn đường cua, lên dốc hay là những đoạn đường zigzag thì hoàn toàn là dễ dàng. Thứ hai, đó chính là về phần cốp xe. Với một cái cốp xe rộng như thế này thì bạn hoàn toàn có thể để được rất nhiều đồ dùng trong công việc hay là trong đi làm. Ví dụ như bạn để được khoảng 2 mũ bảo hiểm cùng với ba lô, túi xách và nhiều dụng cụ của mình. Bên cạnh cốp xe bạn còn có một cái ngăn nhỏ ở bên trái của ổ khóa. Với ngăn nhỏ này bạn có thể là đựng được những đồ dùng như là kính mắt, khẩu trang, điện thoại di động, sạc điện thoại, những cái dụng cụ mà bạn thường xuyên phải lấy ra để sử dụng ở bất cứ tình huống nào. Về tính năng an toàn thì chúng ta sẽ bàn tới đầu tiên là về mặt đồng hồ. Với mặt đồng hồ là dạng LED với rất nhiều yếu tố ở đây, ví dụ như bạn có thể xem là mức xăng bạn tiêu hao này, tốc độ đi, thời gian đi, quãng đường đi cùng với là thời gian bạn xem giờ đồng hồ bình thường để kiểm soát về cái quãng đường của mình cũng như là tốc độ an toàn của mình. Thêm nữa là đây là một chiếc xe như tôi nói là điều khiển rất dễ dàng, đó là nhờ với kích thước của vành trước và vành sau hoàn toàn là phù hợp, bạn có thể dễ dàng đi ở những cái đoạn đường trơn, trượt, mưa. Trong nội thị thì có nhiều đoạn phải cua hay là đoạn đường zigzag nữa, thì chiếc lốp này rất là bám đường và dễ dàng di chuyển. Tiếp đây nữa, nếu như nói về động cơ xe thì bạn sẽ thấy rằng đây là một chiếc xe có khả năng bứt tốc rất là nhanh. Tuy nhiên thì với bứt tốc nhanh bạn cần phải có một khả năng kiểm soát tốc độ tốt nữa, đó chính là nhờ hệ thống phanh ABS. Với hệ thống phanh này thì những người mà có cái tình trạng là thuận tay phải hay bóp phanh trước rất dễ dàng là bị ngã hay đổ xe và giật xe. Thì đây là một chiếc xe mà có thể hạn chế tất cả những cái nhược điểm đó và đồng thời là tránh cái tình trạng là nhiều người bóp phanh thì sẽ bị lệch cổ tay lái, rất dễ bị ngã. Còn về âm thanh của chiếc xe này thì với rất nhiều chi tiết, đặc biệt là bô xe đã được thiết kế nhiều lớp, giảm tối ưu tất cả những âm thanh gây chói tai. Hoàn toàn khi mà bạn bứt tốc, nổ máy thì chiếc xe này có một cái âm thanh rất là trầm ấm và dễ nghe. Đây là tất cả những gì mà Quang Đạo đã cảm nhận được trong cái quá trình mà trải nghiệm mà trên chiếc xe NMX. Có thể nói rằng là khoảng 80 triệu thì đây là chiếc xe tay ga khá là phù hợp với nam giới ở độ tuổi khoảng 25 cho đến 40 trong rất nhiều công việc như là bạn có thể là làm việc văn phòng, đi học hay là đi chơi, bởi vì là cốp xe hay là tính năng của xe, tiết kiệm nhiên liệu, tất cả những thứ đó đều phù hợp trong cái đoạn đường đô thị.